Nay bên shop về cho bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này, mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá, hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn, made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này. Made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì độ cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cỡ đầu của mình như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cái cỡ như này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó. Con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu, có màu màu đen và màu nâu như này, có màu đen màu nâu nhá. Đấy, có màu đen màu nâu. Đó, màu này là màu đen này, màu này màu nâu này. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Rất là ôm form, ôm dáng và đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác. Đây. Đấy, con mũ rất là ôm form, ôm dáng luôn các bác nhá, rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu, một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá. Hai màu, một màu đen một màu nâu như này. Các bác lên xem là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một con mũ da bò như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, đây các bác xem này. Đội nó ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cỡ đầu của mình nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên xem là mũ da bò nhá. Các bác lên xem là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò. Giá của nó sẽ là 350k nhá. 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá. Các bác lên trên là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy. Nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn, có cả quai đeo, cả quai sách nhá. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo con này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết, rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhá. Có thể co ra, giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy. Hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này. Và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho bác xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này, lấy cái miếng đồng này, em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc gì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đểu là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên cho em là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá, túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu, màu đen màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này. Ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài. Đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa. Một ngăn bé mặt đằng trước như nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá, khóa đều bằng đồng hết.
cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đây. Lên mã giúp cho em là túi chéo giá sẽ là 140.000. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây. Nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá, khá to và dày dẫn chắc chắn và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào nhà là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó là các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông, con này thì các bác dùng để đeo hông nhá, đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên xem là túi hông cũng được mà túi đeo bụng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác. Đó là màu màu đen và màu nâu nhá. Cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây, mặt của nó thì cơ bản nó là như này. Đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô. Thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này. Mặt tráng gương đúc liền, thép không gỉ nhá. Đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Đấy. Hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các bác nhá. Đây. Hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá, từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này, vào đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau các nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Đây, made in USA nhá, made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng da bò giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu, tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Nó rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhé. Đấy, cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhé. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim, mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này con này. Đấy, hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhé. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa để các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này, và các cái ngăn để các bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật hết nhá, và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120.000. Ví da bò này sẽ là 120.000 nhá.
120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò. Giá sẽ là 120k. 120k cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ, đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150k thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Thoải mái luôn các nhá. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn các bác này. Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây các bác này. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy. Không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó, rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy, đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy, đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quai đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cành đào nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mẫu đồng hồ bật lửa nhé. Đấy, thì cái đồng hồ này nó có cả la bàn nữa, cho nên là các bác lên cho em là đồng hồ la bàn nhé. Đồng hồ la bàn, con này thì rất là tiện luôn. Đó, đồng hồ la bàn và kèm thêm cả bật lửa luôn. Đấy, thì các bác đẩy như này thì là lửa nó sẽ lên này. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để kẹp móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác kẹp móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cả la bàn, cả bật lửa luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, và màu thì của nó sẽ là màu vàng như này, rất là đẹp. Lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Con này thì rất là đa di năng luôn, vừa la bàn, vừa móc khóa, vừa bật lửa luôn. Đó, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho con đồng hồ la bàn như này. Các bác lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Có kèm thêm cho các bác cả bật lửa luôn. Đấy. Nhưng em gọi nó là đồng hồ la bàn thôi. Đó. Đồng hồ la bàn này. Đó. Đấy. Các bác lên cho em đồng hồ la bàn nhá. Đấy. Có kèm cả bật lửa luôn. Đây. Bật lửa thì các bác bật từ cái lẫy này cho em này. Đó. Khi bật lên thì nó sẽ có cả đèn sáng ở đây nhá. Đèn sáng và đèn sáng 7 màu luôn các bác này. Đấy. Có đèn sáng đảo 7 màu luôn. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đấy. Đồng hồ đang chạy bình thường như này. Rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là đồng hồ la bàn, nó sẽ có con la bàn ở đây. Về nhà các bác tự bơm ga nhé, giá của nó sẽ là 130.000. Đồng hồ la bàn này, 130k nhé. Về nhà các bác tự bơm ga nhé, tự bơm ga, đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào giúp cho em, giá của nó sẽ là... Về nhà các bác tự bơm ga nhé, đấy, giá của nó sẽ là 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đó là cái đồng hồ bật lửa nhé. Đấy, con đồng hồ la bàn này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu vàng và màu vàng và màu đen nhá. Con này, đây cái màu này màu đen các bác này. Đấy, màu đen. Màu vàng và màu đen như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy. Lên cho em là đồng hồ la bàn, cầm trên cái đồng hồ bật lửa đây. Đấy, lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Giá của nó sẽ là 130.000, có màu vàng, có màu đen nhá. Có màu vàng, có màu đen như này. Có hai màu. Cầm trên cái đồng hồ bật lửa. Có màu vàng và màu đen. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, đồng hồ la bàn nó sẽ có màu vàng và màu đen như này, rất là đẹp luôn. Đó, có hai màu như này để cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ la bàn nhé. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái dòng đồng hồ. Thì con này bên shop vẫn đang bán rồi. Đó là đồng hồ bật lửa nhé. Cái này thì nó chỉ có đồng hồ với bật lửa không thôi. Đấy. Nó chỉ có đồng hồ với bật lửa không như này thôi. Con này thì kiểu dáng nó sẽ không được sành điệu, nó sẽ không được đẹp như con đồng hồ la bàn này đâu. Đấy, con này thì kiểu dáng của nó sẽ là basic hơn. Trông nó nghệ thuật cao hơn các bác nhé. Đó, đây. Đấy, đây. Đấy, trông nó sẽ nghệ thuật cao hơn như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Con này thì đấy, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường và bật lên cũng có đèn. Đấy, con này thì chỉ có đồng hồ và bật lửa thôi. Thì lên cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Đồng hồ bật lửa. Giá của nó sẽ là 100k. Đó. Về nhà cũng bác tự bơm ga cho em. Đó.
lên xem là đồng hồ bật lửa này, đồng hồ bật lửa nhá. Đó, đồng hồ bật lửa. Giá của nó sẽ là 100k nhá, lệch nhau 30.000. Về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó. Tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy, không có ga đâu, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con đồng hồ bật lửa nha. Con này sẽ là đồng hồ bật lửa. Còn con này là đồng hồ la bàn nhá, có hai mẫu như này. Đấy, con đồng hồ bật lửa này thì chỉ có màu vàng thôi. Còn con la bàn này thì có cả màu vàng cả màu đen. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130 và 130 và 100. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Các bác lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là cao cấp luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dây vòng như này, một cái dây vòng màu vàng như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đeo vào thấy rất đẹp luôn các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Và ngoài ra thì ngoài là trang sức nhá, thì cái này nó còn có một cái tính năng khác nữa, đó là trang trí các bác. Đấy, trang trí rất là đẹp luôn. Thì đây nó sẽ gọi là giúp cho bác chữa bệnh luôn. Đó, đây các bác này, nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường như này, nam châm từ trường như này, thì khi mà các bác đeo vào thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con vòng vàng như này. Ở đây nó sẽ có các hạt nam châm từ trường đây. Đó, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là ổn định điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Vòng vàng này. Vòng vàng điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó sẽ là dòng bằng thép nhá. Con bằng thép này thì nó sẽ đắt hơn con bằng nhựa. Con bằng nhựa thì chỉ có 60.000 thôi, còn con bằng thép thì sẽ là 80.000. Đấy, nó sẽ là dạng xoay 360 độ như này. Đấy. Xoay 360 độ siêu tiện dụng cho bác luôn. Đó, có thể xoay 360 độ ngoắt nghéo đảo chiều như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần xoáy cái đầu vòi nước của mình ra thôi, sau đó thì mình kết nối vào cho em. Ở đây nó sẽ có giòn giếc đầy đủ cho bác luôn và có cả cà lê để các bác về các bác tự xoáy nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc này. Vòi bạc. Giá của nó, vòi bạc. Đấy, giá vòi bạc xoay 360 này, xoay 360 độ nhá, 360 độ, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái vòi bạc xoay 360 độ như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, nó sẽ rất là tiện như này, thì các bác dùng để mình lắp trực tiếp vào cho em vào vòi chậu rửa này. Xoay 360 độ này. Đấy, có điều chỉnh nước một tia và nước hoa sen này. Rồi các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, gội đầu này, rồi đánh răng được hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đó, còn loại bằng nhựa thì chỉ có 60.000 thôi. Đó, các bác lấy cái con bằng thép này mà dùng, nó dày dẫn chắc chắn và nó rất là xịn sò luôn. Cho vào chậu rửa, các bác có thể lắc đi lắc lại để rửa chậu, rồi nói chung là thoải mái sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Các bác lên cho là quạt ô tô. Con này thì nó sử dụng điện 12V và giá thì chỉ có 130.000 cho con quạt ô tô này thôi. Về nhà thì các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy, hoặc là các bác đấu trực tiếp vào một cái áp quy 12V, nhà bác nào có áp quy 12V các bác đấu vào cho em. Thì cái lõi này sẽ là dây dương và cái bên ngoài này sẽ là dây âm. Đó, dương màu đỏ, âm màu đen. Đấy, thì về nhà các bác đấu vào đây là nó sẽ chạy thôi. Đấy, động cơ không chổi than nhá, bền bỉ chạy qua ngày qua đêm đều được. Nhà em đang sử dụng một con ấy, em chạy xuyên ngày xuyên đêm đều ok hết nhá. Có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn các bác nhá. Đó. Xoay 360 độ đảo chiều như này. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 12V nhá. Sử dụng điện 12V và cắm vào cái tẩu ô tô như này, hoặc về nhà các bác có thể chích ra để mình đấu vào trong các cái áp quy đều được hết nhá. Đấy, động cơ không chổi than, bền bỉ. Đấy, chạy ngon lành. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Quạt ô tô, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên theo là quạt ô tô này. Quạt ô tô, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Giá của nó sẽ là 170.000. Hàng về giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 170k cho con hút thổi bụi như này. Hàng của thương hiệu Tamashio, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Chữ in trực tiếp trên sản phẩm này luôn. Đấy. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe nhá. Đấy. Để em test thử xem nó có hút được con điện thoại này không nhá. Đấy. Con điện thoại này thì nó cũng khá là khỏe luôn. Đấy.
gần như là cũng thể hút từ điện thoại luôn. Còn cái bảng này thì nó hút ok các bạn này. Đấy, tức là cái bảng này là rất là nặng mà nó cũng hút được như này là các bác biết rồi. Đó, các bác thấy không? Rất là khỏe luôn nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là đầu hút như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu chổi này để các bác vệ sinh bàn phím này hoặc là trên ban thờ các kiểu này. Đấy, các cái khu vực nào cần vệ sinh thì các bác hút đi cho em. Đó, rất là tiện nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đầu thổi như này, các bác lắp vào để mình thổi này. Đấy. Đấy, đầu thổi như này các bác nhá. Các bác có thể dùng để mình thổi bụi này hoặc là các bác dùng để bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Đấy, bơm phao, bơm bóng các bác này. Đấy. Ở nhà thì các bác lắp cái đầu này vào cho em, lắp đúng sập vào lẫy như này. Đấy. Đấy nó có cái lẫy này các bác sập vào cho em này. Đấy. Bơm phao, bơm bóng đều được hết này, thổi bụi các bác này. Đấy. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thổi rất là mạnh luôn các bác này. Đó. Các bác thấy không? Đó, nó thổi rất là mạnh. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi, giá sẽ là 170.000. Đang bán là 250.000, xuống còn cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi nhá. Đó. Hút thổi bụi này. Hút thổi bụi giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con hút thổi bụi như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips, công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 3.000W. Đây, máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips này. Đó, công suất của nó là 3.000W nhá. Con này thì sẽ có hai công tắc như này. Đấy, công tắc tanh tách rất là thích luôn con này. Đấy, dây dài khoảng trên 1m này. Đó, đường kết nối niếc cực kỳ là ngon luôn, dây to dày dẫn chắc chắn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng dày dẫn chắc chắn và chất lượng. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips giá sẽ là 130.000. Đấy, sấy tóc Philips này, đó. Sấy tóc Philips giá của nó sẽ là 130k. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. Đấy, 130.000 thôi. Công suất của nó là 3.000W, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một con máy sấy tóc chất lượng như này và giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Đấy, công suất của nó là 3.000W nhá, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Máy sấy tóc Philips các bác nhá. Đấy, con này thì công suất là 3.000W luôn. Khá là hợp lý cho các bác sử dụng nhá. Nóng thì cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, các bác chỉ cần bật trong vòng là 30 giây là nó đã có nóng rồi và có hai nấc gió và nấc điện cho các bác nhá. Sấy tóc Philips. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng đa năng. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ. Đó, chiều dài của nó là 21 cm. Ở đây thì nó sẽ có các cái phần như là tuốt dây điện này, bấm dây này, cắt dây này, bấm cốt này, xoắn dây này, rồi vặn các kiểu, vặn ốc, vặn yếc luôn. Đó. Nó khoảng 5 chức năng trong con kìm như này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 21-22 cm. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Đó, hàng Nhật xuất Mỹ. Giá thì sẽ là đây, USA các bạn này. Đấy, USA đây. Đấy, hàng Nhật xuất Mỹ nhá. USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. 130k. Các bác lên cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một con dây tắm như này thôi. Ở đây thì nó sẽ là cái dạng cao su non, các cái đầu tăm cao su non như này. Khi tắm thì nó massage cho cơ thể rất là tốt nhá, massage nhẹ nhàng, giúp cho máu huyết lưu thông rất là tốt luôn và làm sạch các cái phần ghét hoặc là phần da thừa, da chết nhá. Đó. Và nó sẽ có cả hai mặt như này. Các bác có thể dùng cái mặt núm to này hoặc là mặt núm nhỏ này để massage rất là thư giãn. Nó có cái độ giãn nhất định nhá. Và khi các bác sử dụng thì nó rất là sạch. Cái này nó bằng cao su non là các bác xả nước một cái tí cái là nó khô luôn, nó sạch sẽ luôn. Đấy. Và rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là dây tắm nhá. Dây tắm giá sẽ là 25k. Các bác lên cho em là dây tắm này. Dây tắm nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop nó vuông vuông ấy. Đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Đấy, đèn hộp nhôm. Giá thì bên shop đang gửi tới nó màu đen mà nó bằng cổ tay ấy. Dài ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn hộp nhôm như này, 100.000. Giá sẽ là 100k nhá. Đây nó sẽ là một con đèn siêu tiện ích luôn. Có dây móc khóa để các bác đeo này, có dây móc khóa để các bác đeo nhá. Dây dài có thể đeo vào cổ được luôn. Đeo vào cổ này, có dây cáp sạc nhá, dây cáp sạc này. Đấy, và đây một con đèn như này các bác này. Đấy, một con đèn như này có nam châm hít này. Đấy, nó sẽ có nam châm hít như này. Và đây thì nó sẽ là chế độ là sáng mạnh này, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng vàng này. Đấy, và có cả nhấp nháy cảnh báo luôn nhá, nhấp nháy cảnh báo SOS luôn.
Và thêm một chức năng nữa đó là có thể bật lửa nhé. Bật lửa thì khi các bác dùng thì các bác nhấn vào cho em cái nút nút nguồn bật lửa này các bác này. Đấy, có hình cây thuốc lá này, các bác giữ lì là nó sẽ lên này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Chỉ cần giữ lì này là cái đèn nó lên là bật lửa sẽ lên nhá. Đấy, lửa đỏ các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Nhỏ gọn. Có nam châm hít như này nhá. Có nam châm hít này, rất là tiện các bác này. Đấy, nam châm hít này cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đấy, lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đấy. Đèn hộp nhôm này. Đèn các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đó, 100.000. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hàng này về đầu thùng để phục vụ các bác này. Rất nhiều hàng luôn. Đó, ngập tràn các mặt hàng để phục vụ các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mình chạy vào lấy anh chị biển. Mã sản phẩm đầu tiên, nói như ghế luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là ghế vừa ngồi đấy. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn. Con này thì giá sẽ là 25.000 trong một hộp như này. Đấy. Giá chỉ có 25k trong hộp này thôi. Một hộp này của nó sẽ là 100 chiếc luôn. 25.000 trong một hộp, 100 chiếc tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn này, đó. Găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn này. Đó, giá của nó sẽ là 25k trên hộp. Hộp này của nó là 100 chiếc tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Giá rất là hợp lý luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn kim, đèn kim. Đấy, sẽ là một cái dạng mỏng như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dạng túi bóng mỏng như này các bác này, túi bóng mỏng như này. Đó. Và con này thì nó sẽ có cái độ dai nhá. Đấy, túi bóng mỏng và có độ dai nhất định. Đấy, cho nên là dùng rất là ngon. Tay em là tay đàn ông nó rất là to như này mà cho vào nó cũng rất là thoải mái nhá. Đấy, cho nên là tay chị em phụ nữ là rất là ngon luôn. Đó. Đấy, tay phụ nữ thì dùng rất là ngon luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây. Đây. Đó, rất là đẹp như này và nó rất là ôm tay luôn thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình làm thực phẩm này, làm thức ăn này hoặc là dọn dẹp vệ sinh cũng đều được. Đấy. Và con này thì các bác có thể tháo ra nhé, có thể tháo ra để mình sử dụng lâu dài được, sử dụng lâu dài có thể sử dụng 1 đến 2 lần tái sử dụng được. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25.000, 25.000 trong hộp này, bao gồm cho các bác là 100 chiếc này. Hộp này của nó là 100 cái nhá, 100 cái. 100 cái thôi nhá. Hộp này là 100 cái. Giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k. Về nhà các bác chỉ cần giật cái phần giấy này ra, giật cái này ra là các bác rút ngược ra rất là tiện. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là phích đun sôi. Con này thì giá sẽ là 180k cho một con phích đun sôi như này, rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ quay thực tế cho các bác xem luôn. Nó sẽ là một con phích đun sôi như này. Đấy. Đấy. Hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc này. Đó, Cuckoo của Hàn Quốc rất là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Con này thì dung tích cả vỏ của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, dung tích cả vỏ của nó sẽ là 3 lít và nó sẽ là một con ấm như này các bác này. Đấy. Một con ấm này nó vừa là ấm vừa là phích luôn, nó rất là tiện. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ đóng gói cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con phích như này. Và hàng bên shop về nó sẽ theo lô nha, nó sẽ có các màu khác nhau nha, màu sữa, màu đỏ, màu xanh. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đây, con này thì dung tích của nó sẽ là điện 220V, 50Hz, 3 lít và 1300W nhé. 1300W thông số mặc định của nhà sản xuất đây. Đấy, thì con này sẽ là 3 lít cả vỏ nhé. 3 lít cả vỏ các bác nghe cho rõ, không về nhà nhiều các bác... nhiều khi các bác lại đong đếm rồi tính toán rất là kỹ nên các bác bảo không đủ 3 lít nó mất công. Đó. Xoáy ra này. Đấy. Nắp này của nó rất là ngon luôn, bên trong bằng inox hết nhá. Đấy, giữ nhiệt tốt. Con này thì ưu điểm của nó rất là tiện các bạn và cái giá của nó thì khá là hạt rẻ luôn, chỉ có 180.000 thôi. Về nhà các bác cho nước vào đây nhá, cứ thế là đun thôi. Khi nào có khách thì mình lại bỏ đổ ra mình uống và khi nào mình cần đun nóng lại thì mình lại đặt vào là đun. Đấy. Thì nó vừa là cái phích nhá. Vừa là cái phích, vừa là cái vừa là cái phích và vừa là cái bình đựng nước luôn, vừa là cái ấm đun sôi luôn, nó rất là tiện, đa chức năng luôn các nhá. Đấy, con này thì
nó khá là đa di năng luôn, rất là tiện dụng như này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là fix đun sôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là fix đun sôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, 180.000 cho một con fix đun sôi như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là fix đun sôi nhá. Vừa là fix nước vừa đun sôi được luôn. Fix đun sôi này, giá của nó sẽ là 180 cành nhá. 180k cho một con fix đun sôi như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái con máy các bác lên đã giúp cho em là máy thái rau nhá. Đó, nó sẽ là một con máy rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, một con máy như này. Lên mã giúp cho em là máy thái rau. Rất là tiện dụng luôn. Đó. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con máy như này các bác này. Đây. Một con máy như này các bác này. Đây. Đấy. Con này thì nó là các bác dùng bằng tay nhá, dùng bằng tay. Em gọi là máy nhưng mà nó dùng bằng tay, không nhiều lúc đến các bác lại bảo là tôi tưởng là dùng bằng điện, nó rất phức tạp vô cùng. Đấy. Lên xem là máy thái rau nhá, máy thái rau này. Máy thái rau giá của nó sẽ là 80k thôi. Chỉ có 80.000 cho một cái bộ sản phẩm máy thái rau như này. Ở đây thì các bác sẽ có cho mình là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Hai cái lưỡi tròn này, hai cái lưỡi miếng và hai cái lưỡi vuông đó. Sợi tròn, sợi miếng to và sợi vuông. Về nhà thì các bác lắp cái lưỡi này vào đây cho em này, lắp cái lưỡi này vào đây cho em. Đó, lắp rất là dễ dàng thôi, lắp cái lưỡi này vào đây nhá. Đó. Đây ví dụ như là hai cái lưỡi sợi này em lắp vào đây này. Đó. Đây. Hai cái lưỡi sợi em lắp vào đây cho các bác này. Đó. Sau đó thì các bác cho nó vào cái phần này, cho nó vào cái phần này nhá. Đó. Sau đó thì mình xoáy cái tay công này vào cho em, xoáy cái tay công này vào. Đấy. Xoáy tay công này vào nhá. Đó, xoáy tay công này vào như này là ok rồi. Ok. Đấy thì các bác cho rau củ quả vào đây, sau đó thì mình xoay theo cái nguyên lý như này. Xoay như này. Xoay như này thì khi mà các bác xoay ấy, khi các bác xoay như này thì cái rau củ quả nó sẽ nằm ở đây. Nằm ở đây và nó sẽ ra ở cái đường ống này, và cái này để các bác ép đến cái miếng cuối cùng không sợ bị đứt tay nhá. Cho vào đây sau đó thì mình ấn ép xuống rất là ngon lành luôn. Đây, cái phần lưỡi của nó đây. Tháo lắp vệ sinh thì rất là dễ dàng luôn. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra. Đấy, xoáy này ra này. Xoáy cái tay quay này ra, sau đó thì mình vệ sinh cái này đi, vệ sinh cái phần này đi. Nó đều là bằng nhựa hết, nhựa ABS nguyên sinh dày dẫn chắc chắn. Tháo lắp dễ dàng, thay tay thay tiếc. Đấy, rất là dễ dàng các bác nhá. Rất là dễ vệ sinh thôi. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 80.000 thôi. Đấy. Một cái con máy thái rau chất lượng như này mà bên shop đây đang gửi tới bác giá chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con máy thái rau như này. Giá quá rẻ mạt luôn nhá. Quá rẻ mạt luôn, nên theo là máy thái rau giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bằng tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bằng tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, cái này thì em gọi là máy thái rau nhưng mà nó dùng bằng tay nhá, xoay bằng tay chứ không phải là bằng máy đâu. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên theo là bộ rổ vuông này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Việt Nhật nhá. Đây, hàng cao cấp của nhựa Việt Nhật, hàng liên danh Việt Nhật các bác này. Đó, đây. Hàng liên danh Việt Nhật nhá. Đó, sản xuất nhựa Việt Nhật các bác này. Hàng cao cấp đấy. Nhựa của nó là nhựa nguyên sinh, cực kỳ yên tâm luôn. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Đây, đôi bé nhất thì đường kính của nó vào khoảng là đi 23 cm nhá. Đấy, đôi bé nhất này là 23 cm này. Đấy, đôi bé nhất này là 23 cm các nhá. Tiếp theo là đến đôi nhỡ này. Đôi nhỡ này thì 28 cm. Đôi nhỡ này là 28 cm. Nó sẽ là một rổ một chậu nhá. Cứ đi theo đôi như này. Và đôi to nhất này của nó sẽ là 33 cm nhá, 33 cm. Đấy thì nó sẽ là cứ một rổ một chậu như này, cứ một rổ một chậu như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, chế biến rau dợ, rửa rau này. Đấy, tức là các bác sẽ có 3 cái chậu và 3 cái rổ, 3 cái chậu và 3 cái rổ. Ví dụ như nhà ăn lẩu ăn nước này. Đấy, có 3 loại rau hoặc là 6 loại rau thì mỗi loại rau 2 loại là các bác bỏ vào một cái rổ này là ok. Đấy, 2 loại bỏ vào một rổ. Như vậy là các bác đã bỏ được 6 loại rau vào cho 3 cái rổ này. Và bê vào là mình chiến đấu thôi các bác nhá. Đó, nó sạch sẽ. Ví dụ nước có dư thừa nó chảy trong chậu này, nó không sợ chảy ra ngoài. Hoặc nhà các bác có khách có khứa dùng thì cực kỳ là lịch sự luôn. Đó.
Một bộ này bao gồm cho các bác là bao gồm cho các bác là 3 đôi, hai một độ này bao gồm là 3 đôi. Đấy, 3 chậu 3 rổ nhá, 3 chậu 3 rổ. Lên cho em là bộ rổ vuông nhá, lên cho em là rổ vuông. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k nhá, rổ vuông này. Lên cho em là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80k. 80.000 mà tới 6 món như vậy là các bác mua cũng chỉ mất có hơn 10.000 thôi. Hơn 10.000 thôi các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là gắp bát đĩa nhá, các bác lên cho em là gắp bát đĩa. Các bác lên mã cho em là gắp bát đĩa. Con này thì nó rất là tiện để cho các bác có thể là gắp các cái đồ thức ăn nóng, đồ hấp rồi chiên xào nấu đều ok hết nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái hai cái miếng đệm như này để các bác để xuống dưới bàn cho nó chống nóng này. Hai miếng đệm này để dưới bàn cho nó chống nóng thôi, chống nóng coi nhá. Đấy, để chống nóng này. Thứ hai là sẽ một con gắp như này. Cái con gắp này các bác banh nha để mình gắp thực phẩm, gắp thức ăn hoặc là gắp các cái phần đĩa hấp biết là ok luôn. Và thứ ba là một cái con gắp trực tiếp như này để các bác kẹp vào cái miệng bát này, kẹp vào những cái miệng bát, miệng đĩa để mình gắp lên. Đây, kẹp như này. Rất là tiện này. Và thứ tư là một cái đôi gọi là bát nồi này, miền Bắc thì gọi là bát nồi đấy, thì các bác kẹp tay vào đây cho em để mình đây, kẹp tay đây để mình lấy những cái phần đỡ những cái phần nồi tay quay nóng này hoặc là những cái phần xoong chảo đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì combo một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 4 món như này. Lên mã giúp cho em là cái này là cái gì nhỉ? Gắp bát đĩa nhá, coi lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá bao nhiêu đấy? Bộ gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, giá sẽ là 50k cho một cái bộ gắp bát đĩa như này, rất tiện để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt ăn uống hàng ngày là các bác bắt buộc phải sử dụng rất là nhiều, nấu nướng nhá. Đấy, lên cho em là gắp bát đĩa, giá của nó sẽ là 50k. Đó, các bác lên cho em là gắp bát đĩa này. Đó, gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây, tôi sẽ không làm bỏng tay bạn. Tất cả các loại bát đĩa đều có thể sử dụng bộ gắp này. Chỉ cần sử dụng găng tay silicon này khi bạn bê nồi đang còn nóng. Đó, bộ dụng cụ gắp nóng đa năng này rất tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng nó để gắp bát đĩa đang được hấp nóng. Nó sẽ không làm bỏng tay bạn. Tất cả các loại bát đĩa đều có thể sử dụng bộ gắp này. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Chỉ cần sử dụng găng tay silicon này khi bạn bê nồi đang còn nóng. Đấy, rất là ngon. Bộ 4 món này. Bộ dụng cụ gắp nóng đa năng rồi, này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Keo đa năng thì đây nó sẽ là một cái dòng keo rất là tuyệt vời để cho các bác có thể sử dụng để mình trang trí, để mình gắn hoặc là các cái phần mà nó bị bong chốc rồi bị nứt, bị gãy, đứt gãy hoặc là gắn các cái hệ keo đều ok hết nhá. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng keo trắng và gắn rất là tốt luôn. Keo đa năng của Nhật nhá, dính được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Tip này của nó là 60g nhá, tip này của nó 60g. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá một cái hộp keo đa năng như này, giá của nó chỉ có 20.000 một lọ thôi. Và nào bác nào mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 50k nhá. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 20k trên một tip nhá. Và mua từ 3 tip sẽ là 50k cho một tip keo đa năng như này nhá. 50.000 cho 3 tip keo đa năng. Đó, 50k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô mo nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô mo nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì đấy thì các bạn lên cho em là keo đa năng xanh nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng xanh nhá. Đấy, hộp vỏ của nó màu xanh. Giá sẽ là 20k trên một tip nhá, và mua từ 3 tip thì sẽ là bằng 50k nhá, bằng 50.000 cho 3 tip. Lên mã cho em là keo đa năng xanh nhá, nó màu xanh như này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn khăn mặt Hàn Quốc các bác này.
Đấy, các bác lên theo là khăn mặt Hàn Quốc. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khăn rất là tuyệt vời như này, và bên Quốc bán rất là nhiều rồi, dòng này thì khỏi phải bàn rồi, và giá thì lại rất là hợp lý. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ là một dây này, một dây này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, một dây này sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc này đó, một dây này là 10 chiếc và giá chỉ có 60 cành thôi. Còn các bác mua lẻ thì bên em bán combo từ 3 cái trở lên, 3 cái là 20.000. Hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, kích thước của nó là 50 nhân với lại 50 nhân 30 nhá, 50 nhân 30, dày dẫn chắc chắn, một mặt bông thô và một mặt bông mịn. Đấy, thấm nước cực kỳ là tốt, lau mặt thì rửa mặt thì rất là mềm mại. Ngoài chức năng rửa mặt thì các bác có thể dùng đa di năng luôn, lau nhà, lau bàn ghế, lau bát, lau đũa, lau tất cả các loại lau các bác nhá. Đấy, mình thích lau vào đâu cũng được. Đó, thì mua nhiều mình dùng lau mặt không hết, rửa mặt không hết thì mình dùng vào những chỗ khác cũng rất là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, hoặc các bác lên xem là khăn mặt là được rồi. Đó, lên xem là khăn mặt này. Đó. Lên xem là khăn mặt nhá. Giá thì sẽ là 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái thì sẽ là bằng 60k. 3 cái là bằng 20.000 và 10 cái là 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chắn bếp ga nhá. Các bác lên xem là chắn bếp ga. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này nhá. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đấy. Thì cái này gần như là nó phù hợp với 100% các loại bếp ga, tại vì nó rất là nhiều các cái lẫy chân để các bác đảo chiều cho các loại bếp, rất là ok luôn. Thì giá sẽ là 25k nhá. Lên xem là chắn bếp ga này. Đó. Chắn gió bếp ga nhá. Chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá của nó sẽ là 25k trên một chiếc nhá. 25.000 trên một chiếc chắn gió bếp ga như này. Thì các bác dùng để mình lắp vào bếp ga rất là ok, và giá thì rất hợp lý. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đấy. Thì là các bác chỉ cần lắp vào là xong, sau đó thì mình sử dụng. Đấy. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, giúp nóng đều, tiết kiệm ga nhá, rất là tiện. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái giá điện thoại đứng nhá. Đấy, giá điện thoại đứng nó sẽ là hình trụ đứng như này. Đấy, các bác lên cho em là giá điện thoại đứng, giá của nó chỉ có 30k thôi. Lên cho em là giá điện thoại đứng này. Các bác lên theo là giá điện thoại đứng, giá của nó thì sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 chiếc như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 30cm. Lắp đặt thì rất đơn giản thôi. Đấy. Về nhà đầu tiên thì các bác có cái chân này xoáy vào cho em này. Đầu tiên là xoáy cái chân này vào này. Đó, xoáy chân này vào này. Đấy, chân này xoáy vào này. Sau đó thì nó sẽ có một cái nút như này. Một cái nút như này thì các bác lắp cái đầu này vào đây cho em. Đó, lắp vào đây nhá. Đó, đây. Đây cái này các bác. Lắp vào đây cho em này. Đó. Lắp vào đây cho em, ở đây nó sẽ có một cái xoáy như này. Đây các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào cái đầu này này. Đấy, sau đó nó sẽ có cái xoáy này, các bác xoáy vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể cho lên cho xuống đều ok hết nhá. Đấy, lắp vào cho lên cho xuống được. Đấy, sau đó thì xoáy cái này vào đây. Xoáy cái này vào nhá. Đó. Và nó sẽ có một cái chân đây, một cái này nữa. Các bác lắp vào đây cho em. Đó. Xoáy cái này giãn ra, sau đó lắp vào. Đấy, con này thì chiều dài của nó lên tới 30cm cơ. 30 hơn 30 cm cho nên thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác đặt lên cho em. Đây, các bác đặt lên. Sau đó thì mình lắp điện thoại vào nhá. Đây. Các bác có thể lắp điện thoại vào này, sử dụng rất là ngon luôn. Đấy, đây. Mình sẽ để trực tiếp xuống cái mặt phẳng cho các bác xem, rất là ngon nhá. Đó. Thì các bác về các bác lắp chặt vào cho em tí. Tại vì em đang lắp thì nó chưa được chặt tay. Đây, về nhà các bác chịu khó lắp, xoáy nó chặt tay vào là xong. Đây. Đấy, rất là ngon nhá. Thì các bác có thể kẹp vào để sử dụng điện thoại này. Đấy, có thể xoay ngang xoay dọc được hết nhá. Xoay ngang xoay dọc, ngửa lên ngửa xuống được, đều được hết nhá. Đấy, thì tùy theo các bác có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với cái công năng và mục đích sử dụng của mình. Đấy, thì nó sẽ là một con giá đỡ điện thoại như này. Và giá thì chỉ có 30k thôi. Đấy, có thể tụt lên tụt xuống hoặc là tháo ra, tháo vào rất là tiện. Cái này thì em lắp sơ qua cái mô phỏng cho các bác xem thôi. Chứ còn thực tế thì nó rất là ngon lành và dễ sử dụng thôi. Đấy. Em lắp mô phỏng cho các bác xem như vậy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có 30k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là giá đỡ điện thoại đứng nhá. Giá đỡ điện thoại đứng. Giá đỡ điện thoại đứng này. Giá đỡ này. Điện thoại này. Đứng nhá. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con giá đỡ điện thoại đứng như này.
giá đỡ điện thoại đứng giá của nó sẽ là 30k, rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác thì các bác lên đã giúp cho em là giấy lau giày nhá, sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ là 40 tờ nhá, 40 tờ. Các bác về nhà các bác bóc cái phần này ra cho em này, bóc phần này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái tờ giấy ở đây này, một cái tờ giấy như này. Cái giấy này thì nó sẽ tẩm sẵn cho các bác là các cái chất như là xà bông, xà phòng này, rồi các cái dung dịch để mình tẩy rửa cho nó sạch. Thì các bác bóc ra, sau đó thì các bác lau trực tiếp lên bề mặt giày nha. Vô phỏng đây là cái vết mực nhá, cái vết mực mà em vừa viết nhá, em lau là nó sẽ đi hết luôn các bác này. Đấy, em lau là nó sẽ đi hết luôn thôi nhá. Đó, đây. Đấy, lau nó sẽ đi hết này các bác này. Đấy, cứ lau dần là nó sẽ đi hết nhá. Chỉ có những cái phần nào nó bám trực tiếp, bám quá mạnh ở trên bề mặt thì nó ngấm trực tiếp vào thì nó không ra thôi, còn các bác cứ lau này, lau là nó sẽ ra như này các bác nhá. Đó. Thì các bác dùng để mình lau giày, lau dép, lau bàn ghế cũng được. Đấy, lau giày, lau dép, lau bàn ghế cũng được nhá. Rất là tiện, bàn ghế nhà các bác mà bẩn hoặc là cửa kính cũng được. Đấy, lau được hết nhá. Nhưng cái này thì nó chuyên để cho lau giày đây. Chuyên để cho lau giày này. Giá sẽ là 20k trên một tip như này. Đấy, các bác lên cho em là giấy lau giày nhá. Giá sẽ là 20k trên một bịch như này. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50k nhá. 50.000 cho 3 bịch. Đó, 50.000 cho 3 bịch lấy giấy lau giày. Và 3 bịch thì nó sẽ là vào 120 tờ. Thoải mái cho bác luôn, sử dụng được 120 lần các bác nhá. Một bịch này là 40 tờ. Đó, đây các bác nhá. Đó. Những cái giày mà bị bẩn mà bị ố là lau phát là sạch luôn. Đấy, qua thêm. Rất là tiện các bác nhá. Đấy. Lau là nó có ra xà bông nhá, dễ dàng vệ sinh nhá. Lau rất là sạch luôn. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Nên cho em là giấy lau giày nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Và các bác lấy từ 3 bịch thì sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết. Nó sẽ là hàng đựng trong hộp nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 12 chi tiết trong một cái bộ khẩu như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 tay công nhá, 10 tay công và 10 đầu khẩu cũng nhá. Đấy, 10 đầu khẩu này coi nhá. Sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu này. 10 đầu khẩu rất là đẹp luôn. Đó, đây. 10 đầu khẩu rất là đẹp này. Chất thép sáng trang luôn. Đó, chất thép sáng trang luôn. 10 đầu khẩu rất là đẹp, chất thép sáng trang luôn nhá. 10 đầu khẩu này. Kèm cho các bác là một tay công và một tay nối dài nhá. Một tay công, một tay nối dài đây. Đấy, con này sẽ là tay nối dài. Tay nối dài các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề rất là ok. Và cái giá thì nó siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em đấy. Đây. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây cũng được. Lắp trực tiếp vào đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhé. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhé. Đấy. Bộ khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160k. Đó. Cái này thì cái bi này của nó sẽ hơi chặt, cho nên là các bác lắp là các bác phải đẩy mạnh vào nó mới vào nhá. Đấy, cái bi này nó hơi chặt này. Đẩy mạnh tay vào cho em. Đó thì nó bi chặt thì nó càng tốt. Đấy, lắp đẩy mạnh tay giúp cho em là ok. Xoáy nhanh đảo chiều nhá. Thép CRV không gỉ nhá. Thép CRV không gỉ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là một cái bộ khẩu như này giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ khẩu như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Các bác có thể mua để về mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng ok thôi. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Giá sẽ là 160k. Hoặc các bác lên mã giúp cho em là khẩu 12 cũng được. Lên mã giúp cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12 này. Khẩu 12 giá sẽ là 160k nhá, 160k. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Thì bên em về lô này nó sẽ có thêm một cái mẫu mới nữa. Nó sẽ có hai mẫu dây vòi xịt vệ sinh. Các bác xem lưu ý đúng mẫu cho em nhá. Đầu tiên thì em lên cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh bằng inox nhá. Đấy, nó sẽ là một loại bằng inox và một loại bằng nhựa. Đấy, thì bên em có hai mẫu để các bác lưu ý cho em. Tất cả đều có giá đỡ nhá. Đấy, có dây có giá đỡ, có dây có giá đỡ đàng hoàng. Đó, cho các bác thì một mẫu là nó sẽ là bằng inox và một mẫu bằng nhựa không nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái gen này ra này,
xoáy cái đầu vòi này vào đây này. Đó. Mẫu này là mẫu bằng inox nhá. Mẫu bằng inox này thì sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu dây vòi xịt vệ sinh bằng inox này, rất là tiện này. Inox 304, dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rất là ngon luôn. Hàng thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Coi lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh inox nhá. Dây vòi xịt vệ sinh inox. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu bằng nhựa đây. Đấy, tức là dây thì vẫn bằng inox nhưng mà cái đầu vòi của nó thì nó sẽ bằng nhựa nhá. Đấy, cái đầu vòi thì sẽ bằng nhựa. Đầu vòi xịt bằng nhựa và mẫu này thì giá của nó chỉ có 60k thôi nhá. Giá chỉ có 60k thôi. Cũng có đầu vòi này. Họ chị Giang ấy. Cũng có đầu vòi này, có ốc này. Đấy, có đầu vòi, có ốc, có giá đỡ nhá. Có giá đỡ hết cho các bác luôn. Đây, có đầu vòi, có ốc, có giá đỡ đàng hoàng. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi. Về nhà các bác cũng xoáy cái này vào cho em này. Xoáy cái đầu vòi này vào cho em này. Đó, xoáy đầu vòi này. Rất ok luôn nhá. Hàng bằng nhựa và mạ chrome nhá. Đấy, hàng bằng nhựa mạ chrome sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đó, mạ chrome sáng bóng đẹp này. Đó. Dây thì vẫn là bằng inox nhá, dây bằng inox. Đấy, còn lại là đầu vòi xịt thì bằng nhựa. Đầu vòi xịt bằng nhựa nhá, nhưng cũng rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon, rất dày dẫn chắc chắn các bạn và rất là đẹp luôn. Đó thì các bác lên cho em là xịt vệ sinh nhựa và xịt vệ sinh inox nhá. Xịt vệ sinh nhựa và xịt vệ sinh inox. Đấy, có hai mẫu như này. Mẫu này thì cũng có cho các bác là cả giá đỡ chiếc đàng hoàng luôn. Có giá đỡ chiếc đàng hoàng các bác này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp cái giá đỡ này vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành này. Đấy, hàng bằng nhựa, mạ chrome sáng bóng đẹp đây. Đấy, có ốc áp cho các bác đàng hoàng, dây dạ ốc yếc đàng hoàng nhá. Đó. Dây thì dây dài khoảng 1m2 nhá, dây dài khoảng 1m2. Khá là ok cho các bác luôn. Và giá thì sẽ là 60k nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bằng inox và một mẫu là bằng nhựa nhá. Thì các bác lên cho em là xịt vệ sinh inox này. Đấy, xịt vệ sinh inox nhá, xịt vệ sinh inox. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, còn các bác lên cho em là xịt vệ sinh nhựa nhá. Đấy, xịt vệ sinh nhựa này. Xịt vệ sinh nhựa giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho xịt vệ sinh nhựa và 100k cho xịt vệ sinh inox. Đó. Đây. Hai con đây các bác này. Đây, nó sẽ như này các bác này. Hai con nó sẽ khác nhau như này. Một con thì sẽ là bằng inox và một con bằng nhựa, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác muốn lấy cái con nào thì lấy. Dây dạ thì nó cũng gần tương đương như nhau. Đó, dây dạ thì tương đương như nhau nhá. Và giá thì nó sẽ là lệch nhau 40.000. Con này thì con bằng nhựa này là 60.000, con bằng inox này là 100 nhá, 100.000. Tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy, nó phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của nhà mình thì mình lấy thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cây sâm thịt nhá. Các bác lên cho em là cây sâm thịt này. Đó. À xin lỗi các bác là xiên hoa quả nhá, nhầm đấy. Xin lỗi các bác là xiên hoa quả đây. Một hộp này của nó bao gồm là 10 chiếc và giá thì sẽ là 50.000 cho 10 chiếc xiên hoa quả như này. 50k cho 10 chiếc nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các bác dùng để mình ăn hoa quả kiếc thì mình xiên ra mình ăn, nó rất là ngon lành và tiện dụng. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em là xiên hoa quả. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp xiên hoa quả như này. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. 50k cho một hộp xiên hoa quả như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Có lên cho em là nhang trầm. Đấy. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm để các bác đốt. Đấy. Không lại nhầm với lại vòng trầm. Đấy. Nhang trầm đốt nhá. Đấy, hoặc là các bác lên cho em là nhang trầm được rồi. Một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Một cái phên này của nó sẽ là hai vòng rời này, hai vòng rời như này. Đấy. Hai vòng nó sản xuất là nó đan kép vào nhau luôn. Đấy, nó sẽ đan kép vào nhau, lồng vào nhau như này. Đấy, khi giả ra thì một phên này sẽ là hai vòng này và một hộp này sẽ là 100 vòng luôn. Đấy, rất là thơm. Chất liệu của nó thì là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên siêu thơm luôn. Và khi các bác đốt thì thời gian cháy của nó khá là lâu luôn. Từ 3 đến từ 1 đến 3 tiếng nhá. Đấy, từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái khu vực mà các bác để nhá. Khu vực nào càng nhiều ít gió thì càng ít gió thì nó sẽ cháy càng lâu. Lên mã giúp cho em là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm để đốt cho nên em gọi nó là nhang trầm đốt nhá. Giá của nó sẽ là 40k trên một hộp nhá. 40.000 trên một hộp nhang trầm đốt như này. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là dùng để đi học, đi làm, đi công tác mang theo đều được hết, hoặc các bác đi câu, đi kẹo nhá. Đấy. Anh em đi câu để mình ví dụ câu được con cá mình muốn ăn luôn được. Đó thì các bác chỉ cần xách cho em một cái bếp ga mini này kèm theo một cái nồi
và một cái bình ga mini nữa. Đó, các bác lắp vào cho em. Đây, bật lên này. Đấy, con này thì nó hệ thống đánh lửa tự động, các phần kết nối đều bằng đồng hết này. Giá thì chỉ 100 cành thôi, để thì rất là chắc chắn luôn, rất là vững nhá. Đấy, để nó rất là vững các bác này. Đấy, cảm giác nó rất là vững luôn. Đấy, nó rất là vững, không bị trông chênh nữa các bác nhá. Các bác có thể để những cái nồi 5 10 cân thoải mái. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Các bác có thể mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, đi đâu cũng được, có công có việc mình mang đi để mình chế biến xào nấu rất là ngon. Và nó gấp rất là gọn. Cái đường kính của nó khi mà gấp vào bỏ trong hộp nó chỉ mất có 10 phân vuông thôi. Thì các bác có thể bỏ bao lô cũng được, mang đi học, mang đi làm, đi công tác đều được hết. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là bếp ga mini, giá của nó chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Bếp ga mini nhá. Đó. Bếp ga mini này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho em bếp ga mini như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Các bác lên trên là bàn là hơi nước đây, một con bàn là rất là chất lượng như này. Đó, và bên shop thì đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì nó sử dụng điện 220V nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bàn là như này. Đấy, về nhà các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đấy, cho nước vào cái phần phần đầu vòi này này, là cái quai này. Các bác về các bác bỏ cái giật cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác cứ lắp trực tiếp vào đây. Sau đó khi nào xả nước thì các bác nhấn cái nút này nó sẽ xả nước này. Cái phần đế gang này của nó rất là dày luôn. Đế gang này của nó rất là dày cho nên nó giữ nhiệt tốt này, nóng lâu là thì rất là ngon. Có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Và nó khá là nhỏ gọn luôn, nó chỉ tầm khoảng là 15 phân thôi, 15 phân, chiều dài khoảng 15 phân. Đó thì các bác có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch. Đấy, đi công tác đều được nhá. Đấy, mang theo rất là tiện. Có điều chỉnh nhiệt độ, ưu điểm của con này là có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ luôn. Sử dụng điện 220V, phần mâm gang này của nó khá là dày dẫn và ưu điểm lại còn có cả hơi nước nữa. Đấy, có cả hơi nước nữa, bấm xịt này là hơi nước nó sẽ ra. Thì rất là tiện dụng nha, và giá thì siêu hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Các bác lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Đấy, bàn là hơi nước. Bàn là hơi nước giá sẽ là 135k nhá. 135k cho một con bàn là hơi nước như này, 135.000. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là bàn là hơi nước, giá sẽ là 135k. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng điện nhá. Các bác lên cho em là bàn chải điện. Giá thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá của nó chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một con bàn chải điện như này. Đấy, 70.000 cho con bàn chải điện như này, đợt này về cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi nhá. 60.000 cho một con bàn chải điện như này. Ở đây nó sẽ là một cái bàn chải như này, kèm thêm cho các bác là 4 đầu bàn chải luôn. Đấy. Kèm thêm 4 đầu bàn chải, như vậy là các bác mua một cái bàn chải điện như này mà giá chỉ có 60.000, tức là tính ra là các bác mua chỉ có mất gọi là mất tiền mua 4 cái bàn chải này thôi. Mất tiền mua 4 cái bàn chải này là tính ra là vào 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc bàn chải như này. Đấy, 4 cái là mất 60.000, 45 60 mà. Có các chế độ đây. Đấy. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng thì các bác nhấn lì cho em nhá, tắt bật là nhấn lì nhá, tắt bật là nhấn lì các bác nhá. Tại vì là nó có cả chuyển chế độ luôn cho nên các bác cứ giữ lì như này là nó sẽ chạy này. Đấy, giữ lì này cho em. Đấy, tắt bật thì nhấn lì cho em. Và nếu mà con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Sạc pin vào. Hàng có thể là vận chuyển để lâu thì nó hết pin các bác nhá. Đó, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con bàn là như này. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tặng kèm cho các bác là 4 đầu bàn chải thêm một cái cáp sạc nữa. 4 đầu bàn chải thêm một cáp sạc. Lên cho em đó là bàn chải điện, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con bàn chải điện như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là hạt rẻ và tốt cho bác luôn. Lên cho em là bàn chải điện này. Đó. Bàn chải điện. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một em bàn chải điện như này. Giá hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này thì nó sẽ có cho các bác là đi 10 một hộp này là 30 chiếc luôn. Thoải mái các bác sử dụng các bác. Hộp này là 30 chiếc thì bên shop có thể là bán lẻ hoặc bán combo tùy theo. Đấy, một hộp này của nó là 30 chiếc này. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, các màu sắc như này. Đấy, một hộp là 30 cái nhá, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu tím đầy đủ cho các bác luôn. Rất nhiều màu nhá. Và ưu điểm của con này thì đánh răng nó rất là sạch, sạch này, chống ê buốt, chống đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng rồi nó than hoạt tính nhá, kháng khuẩn, khử khuẩn rất là tốt luôn. Cái đầu bàn chải này được làm từ than hoạt tính nhá. Đấy, đây.
Con này thì nó đang bán ở trong các cái siêu thị của mình là 36.000. Hàng của Hàn Quốc này, Korea, hàng của Hàn Quốc. Và bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Toàn bộ hàng của Hàn Quốc hết như này. Đấy thì nếu mà các bác mua combo cả hộp như này nhá, một hộp này của nó sẽ là 30 cái này. Đấy, hộp của nó là 30 cái thì giá của nó sẽ là 110.000 hộp này. Còn mua lẻ là 4 cái là 20.000, còn 10 cái thì giá chỉ có 40k thôi. Đấy. Các bác nhá, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hộp này là 30 cái này. 30 cái là bằng 110k nhá, 110k. Đấy, còn 10 cái là bằng 20.000 nhá. À 10 cái là bằng 40k nhá, 40k. Còn các bác mua là bên em bán lẻ là từ 20k là bằng 4 cái nhá. Đấy. 20.000, 20k cho 4 cái nhá. Đấy. Bán từ 4 chiếc trở lên. Đấy. 4 cái sẽ là 20.000. 20.000 cho 4 chiếc, còn lại là mua 10 chiếc thì giá chỉ có 40.000 thôi. Còn lại là các bác mua cả hộp này thì giá sẽ tốt hơn. Cả hộp này thì giá của nó chỉ có cho các bác là cả hộp này giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 cho 30 cái. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Con này thì rất là tiện các bác này. Đấy thì khi các bác sử dụng thì mình chỉ cần là giả ra và mình đặt giày vào là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con máy sấy giày này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây, hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani rất là tiện dụng cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần giả lên này cho em này. Đấy. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V. Đó, về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào cho em là xong. Cắm điện vào cho em nhá các bác nhá. Điện 220V. Giá chỉ có 180.000 thôi. Cắm điện vào sau đó thì các bác đặt giày lên là nó sẽ sấy cho các bác cái đôi giày khô luôn. Có chế độ hẹn giờ nha các bác, có thể để là 30 phút này. Đấy 30 phút này. Đấy hoặc là để nhiều hơn tùy theo. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh 30 phút, 60 phút, 90 phút sau đó thì nó sẽ tự ngắt nhá. Đó nó có sẽ giơ lên nó sẽ tự ngắt. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Máy sấy giày giá của nó sẽ là 180k. Đấy 180k lên cho em là máy sấy giày 180.000. Rồi ok. Hello chào bác nhé, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay cà phê nhé, khay này thì bên em gọi tên nó là khay cà phê, còn các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, bên shop lại về số lượng hàng đẹp và chất lượng cho các bác nhé, lên cho em là khay cà phê, mỗi khay cà phê như này thì giá của nó sẽ là... Con này thì các bác lên trên là khay cà phê nhé, em đang bán là 25.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 20k cho một con khay cà phê như này. Đấy, mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Đấy. Mua 10 thì sẽ được tặng 1. Lên cho em là khay cà phê nhá. Khay cà phê này, đó. Khay cà phê nhá. Mua 10 thì sẽ được tặng 1. Đấy, 20.000 cho một chiếc như này và mua 10 thì sẽ được tặng 1 các bác nhá. Đó. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 27 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 13 14 cm nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là khay cà phê nhá. Khay cà phê. Giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc khay cà phê như này. Đấy các bác có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn wifi nhá. Các bác lên cho em là đèn wifi. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá rất hợp lý cho bác thôi. Lên cho em là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con đèn wifi như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn có cảm biến nhá. Đấy nó sẽ có cảm biến cho các bác. Thì kèm cho các bác là một cái cáp sạc nhá. Đây nó sẽ có một cái cáp sạc về các bác cắm ở cửa sạc điện thoại nhà mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có thể ngoắt nghéo được này. Đấy, cái phần đầu này của nó bằng hợp kim nha, bằng hợp kim này. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Và nó sẽ có một chân sạc ra cho điện thoại luôn, sạc dự phòng ra cho điện thoại này. Đấy, chân sạc của nó đây. Khi các bác bật lên này, đấy có chế độ cảm biến nhá. Đấy, chế độ cảm biến này. Đấy, bật này, đấy tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện luôn nhá, tắt bật rất là tiện luôn. Đó, các bác chỉ cần gạt qua như này thôi thì khi các bác đi làm thợ làm nghề hoặc là mình sử dụng mình ứng dụng mà tay chân mình bẩn mình không muốn động vào cái ấy thì mình chỉ cần lướt qua này xong nhá, rất là tiện luôn. Đấy, cảm biến bật tắt như này có thể ngoắt nhéo này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Lên mã giúp cho em đó là con này thì cũng khá là sáng nhá và pha của nó rất là giỏi luôn. Các bác có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, pha của nó rất là giỏi này. Đây, ban ngày mà các bác trông cái pha nó giỏi như này rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn wifi như này, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên cho em là đèn wifi, giá của nó sẽ là 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng này, các bác nhá, đuôi đèn cảm ứng.
thì cái đuôi này của nó sẽ là đuôi 27, tức là đuôi phổ thông. Các bác lắp vừa hết mọi cái loại đèn luôn, các loại bóng luôn. Về nhà các bác chỉ cần đấu cái đuôi này vào điện cho em này, sau đó thì mình xoáy bóng đèn vào đây, đó, và có cảm biến, nó sẽ có con mắt cảm biến như này. Đấy, chuyển động các bác có thể để là cả ngày hoặc là ban đêm hoặc là nguyên ban ngày đều được nhá. Đó. Đấy thì nó sẽ có là 16 giây, 32 giây và 300 giây. Thì các bác cứ để chế độ nào thì để, mình để 16 giây cũng được mà để 300 giây cũng được. Thì có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tự tắt. Đấy, nói chung là cảm biến chuyển động. Đấy, lên trên là đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Các bác lên trên là đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 60k đuôi đèn này. Đấy. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Cảm ứng chuyển động nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng nó sẽ là một con nắp cống như này, rất là tiện luôn. Ngăn mùi rất là tốt nhá, ngăn mùi rất là tốt. Thì khi các bác xả nước thì nước nó sẽ chảy, còn lại là bình thường nó sẽ luôn luôn ở cái chế độ là đóng đóng như này. Thì khi mà các bác bị mùi nắp cống nó xông ngược lên nhá, từ cống rãnh nó xông ngược lên, thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Đó, và vệ sinh cũng rất là dễ dàng và hàng bằng đồng nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Lên cho em là nắp cống đồng nhá. Giá sẽ là 50 à? Nắp cống đồng. Và lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k. Đó, nắp cống đồng này. Nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc nắp cống đồng như này. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. 50k cho một em như này các bác nhá. Giá sẽ là 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Shop em xin giới thiệu cho anh chị mình bộ van ngăn mùi hôi bằng đồng, được làm bằng đồng thau, chống mùi hôi, chống chuột bọ chui lên từ ống cống nhá. Sản phẩm thì có kích cỡ là 41mm. Là kích cỡ chuẩn nhất. Còn nếu mà anh chị mình muốn lắp bé hơn thì con này là có kích cỡ 32mm, nhưng mà kích cỡ lắp đặt cuối cùng bé nhất thì vẫn là 34mm anh chị em mình nhé, có nghĩa là 3,4cm. Với một cái miệng cống mà có lỗ khoảng 4cm như này thì là kích cỡ đẹp nhất để lắp bộ van thử mùi bằng đồng này, và nó tuyệt vời nhất, có nghĩa là nó chống mùi hôi hiệu quả nhất. Cái này thì anh chị mình lên lắp ron cao su màu xanh vào nhé. Cái nào bác nào bé quá ấy, thì bỏ ron cao su màu xanh như vừa nãy em làm ấy. Còn nếu mà bác nào mà lắp được ron cao su màu xanh thì vào thì nó mới chồng. Đấy, cái mùi hôi nó rất là tiện luôn. Tuyệt đối nhé. Xả nước thì nó mở ra, còn không xả nước thì nó lại thu vào. Rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao nhá. Nó thì nó sẽ có dao, đầu tiên là con dao gọt của hàng của Đức này. Hàng này thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem. Hàng rất là bén nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 20cm nhá. Rất là bén luôn các bác này. Một cái tờ giấy rất là mủn như này mà em cũng dọc giấy rất là ngon nhá. Dọc giấy rất là ngon, chứng tỏ là dao khá là bén các bác. Đấy, chứng tỏ là dao rất là bén luôn. Một cái tờ giấy rất là mủn như này, giấy mềm mủn nhá, chứ còn nếu cái giấy rắn thì không nói làm gì rồi. Đấy, giấy rất là mềm mủn luôn. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một con dao gọt Đức như này. Các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Giá của nó sẽ là 70.000, chiều dài của nó thì vào khoảng là 22-23cm. Khá là dài luôn, quá một gang tay như này khoảng 23cm gì đấy các bác nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đó, made in Germany nhá, made in Germany. Lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá, dao gọt Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một con dao gọt Đức như này. Các bác lên cho em là dao gọt Đức, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì em có một cái mã dao chặt Đức này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Con này thì nó sẽ là 4 lạng, chiều dài của nó thì nó cũng vào khoảng là gần 30cm gì đấy các bác nhá. Đó, con này nặng 4 lạng. Con này dùng để chặt thì rất là ok, để em thử test thử dọc giấy xem chất lượng của dao như nào nhá. Cũng khá là bén luôn con này. Đấy, cũng dọc giấy bình thường. Dao mình khá là dày mà dao bén như này là khá là ok rồi. Các bác dùng để mình băm chặt thoải mái luôn, chặt gà chặt vịt thoải mái luôn. Mình của nó khá là dày, cân nặng 4 lạng. Một con dao thép trắng không gỉ nhá, hàng thép của Đức nhá. Đây, made in Germany này, made in Germany, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là ok. Băm chặt nhẹ nhàng khá là ok nhá, và nó rất là bén, các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái đều được nhá. Dao chặt mà như này là khá là ok rồi, mình khá là dày luôn. Cầm cực kỳ chắc và đầm tay, băm chặt rất là ok luôn, rất sắc bén các bác nhá. Giá thì chỉ có 150k thôi. Lên cho em là chặt Đức nhá, giá sẽ là 150k. Đó, chặt Đức 150.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là dao bạc nhá. Đấy, nó màu trắng bạc như này. Con này thì hàng của Nhật, nặng khoảng 7 lạng nhá. 7 lạng rưỡi em làm tròn là 7 lạng. Hàng Akatsuki này. Đấy, hàng thương hiệu Akatsuki made in Japan. Đó, rất là đầm mà chắc luôn. Để em thử dọc giấy xem sao nhá. Đấy.
Đấy, con này thì mình nó khá là dày cho nên là dọc giấy thì nó sẽ không không được bén lắm các nhá. Đấy, nó sẽ cũng đứt nhưng mà nó sẽ không được bén lắm. Mình nó rất là dày, con này dày khoảng ly rưỡi đến 2 ly nhá. Con này các bác dùng chuyên để băm chặt thì rất là ok luôn. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương trâu, xương bò đều được hết nhá. Bản của nó khá là to, chiều dài của nó khoảng trên 30 cm, phần lưỡi này khoảng trên 20 cm nhá. Rất là đầm chắc chắn luôn, chiều cao của dao thì khoảng 10 mấy cm đấy các bạn, rất là cao. Đầm chắc tay luôn, lên cho em là dao bạc nhá. Đấy, dao bạc. Dao bạc giá sẽ là 175.000 cho một con dao bạc như này. Dao bạc giá sẽ là 175k. Con này thì nặng khoảng 7 lạng nhá, nặng khoảng 7 lạng. Con này dùng thì cực kỳ là thích và đầm luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là dao bạc nhá. Giá của nó sẽ là 165.000. Đấy, 165.000. Con này thì cầm cực kỳ là chắc, đầm tay và rất là thích luôn. Đó, chặt rất là ngon. Lên cho em là dao bạc nhá, nặng 7 lạng, giá sẽ là 165k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao đó, một cái thanh cài dao đây. Đấy, một cái mã thanh cài dao như này. Các bác lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con thanh cài dao như này. Và đợt này thì hàng sẽ về cho bác giá tốt hơn, chỉ còn cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 thì các bác nhá. Đấy, có kèm cho các bác cả ốc vít đàng hoàng, ốc vít đàng hoàng. Chiều dài của thanh cài dao này thì vào khoảng là 45 cm. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4 ngăn như này. Hàng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác dắt dao vào đây chị em. Đấy, mình bắn vào tường. Cái này thì các bác dùng để mình đeo tạp dề, rồi xoong nồi, mâm ấm, chậu chảo đều được hết nhá. Đó, lên cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90k nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, thanh cài dao này. Thanh cài dao nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k. Con này em đang bán là 101 đấy. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 90.000 thôi. Hàng về lô số lượng giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Lên mã cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Rất là tiện, chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm nhá. Có ốc vít các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ việc là khoan bắt vào tường. Đấy, hoặc là các bác bắt trực tiếp lên cái cửa nhà mình. Đấy, cửa sắt, cửa gỗ đều bắt được hết. Đấy, hoặc bắt lên trên cái khu vực bàn bếp ấy, để các bác sử dụng nó cũng rất là tiện dụng thôi. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái mã thanh cài dao như này, giá của nó sẽ là đi 90k cho một thanh cài dao nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cưa xích các bác nhé. Đấy, cưa xích, một con cưa nhỏ gọn như này nhưng mà rất là có võ. Các bác có thể dùng để mình cưa các cái sản phẩm như là ống nước này, rồi cưa cây, cưa cây, cưa cành, cưa gỗ này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Rất tiện dụng cho bác luôn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 40 cm nhá, khoảng 50 cm. Đấy, khoảng 40 gần 50 cm, nếu tính tổng thể thì khoảng 50 cm. Và hai đầu của nó sẽ có cho các bác là hai cái đai như này để các bác xỏ bằng ngón tay này. Xỏ ngón tay mình kéo ra mình cưa này. Đó, thì đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái con cưa xích này thì ứng dụng của nó được khá là nhiều việc và nó rất là tiện dụng, và cái ưu điểm của nó là giá nó rất là hợp lý nhá. Các bác lên cho em là cưa xích, giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là cưa xích nhá. Đó, cưa xích này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một chiếc cưa xích như này, giá sẽ là 30.000. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đặt con ta như này thì chỉ có bó tay thôi. Đấy, nên em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Giá đấy, cực rẻ mà lại cực nhỏ gọn. Nên em nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bác. Ví dụ anh em làm thợ, anh em làm thợ ống nước này, hoặc là các cái cây cành gỗ các bác có thể cưa được hết nhá. Đấy, đặc biệt là anh em thợ ống nước ứng dụng rất là tốt luôn. Đấy, cưa rất là ngon và giá rất hợp lý cho anh em nhá. Đó, máy cưa mới không đưa vào được, kéo không đưa vào được, nhưng mà cái cưa này thì nó xử lý được hết và giá rất là tốt cho anh em luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình xịt inox nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt cho các cái loại sắt thép, rồi các cái chất liệu mà nó cần phải độ phủ bóng và chống rỉ nhá, chống rỉ, chống ăn mòn. Đây các bác, đấy. Khi mình xịt vào nó sẽ phủ trên bề mặt này các bác này. Đấy. Nó sẽ phủ một cái lớp trên bề mặt như này thì nó rất là tốt luôn. Đó. Nó tạo cho cái bề mặt nó bóng nhá. Bóng bị đằng sau cái đồng hồ ba cái liền. Đây các bác nhá. Đó. Phủ trên các bề mặt này. Đấy, nó tạo cái độ bóng mịn các bác này. Đây, tạo cái độ bóng mịn như này, bóng mịn này nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, tạo độ bóng, độ mịn này, chống ăn mòn, chống rỉ sét này. Đặc biệt là các bác ở trong các cái khu vực vùng biển, vùng mà bị
nước mặn xâm nhập ăn mòn. Các bác hay đi tàu biển biết thì nên dùng cái con này, nó rất là thuận tiện luôn. Đó, lên cho em là xịt inox nhá, lên cho em là xịt inox này. Giá bên shop đang gửi tới bác một cái lọ xịt inox như này, giá của nó sẽ là 80k cho một lọ xịt inox nhá. Lên cho em là xịt inox, giá sẽ là 80k. Bỏ trên kia, trên giá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dàn dòng sản phẩm, đó là cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác, đó là cái hít cửa nhá. Các bác lên cho em là hít cửa. Con này thì nó dùng rất là tiện dụng. Cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là cửa phòng, các loại cửa mà các bác hay đóng mở thường xuyên mà nó hay bị cái tình trạng gọi là đập vào tường nó tạo tiếng kêu, hoặc là trẻ nhỏ va chạm vào nó sẽ bị thương các bác nhá, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, mình lồng vào cái tay nắm cửa là ok. Lên mã giúp cho em là hít cửa, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. Hít cửa, giá của nó sẽ là 15k trên một chiếc như này. 15k trên một chiếc hít cửa như này nhá. Giá chỉ có 15.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Nếu một cái cửa bình thường mà các bác để thì nó sẽ tiếng động, nó va đập rồi nó chạm. Đấy, các bác chỉ cần luồn như này cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, cửa đẩy ra đẩy vào đấy, nó hít vào này rất là ok luôn. Đấy, nhà bác nào mà nhà tắm nền gạch men là ok nhá. Đấy, nó hít vào luôn rất là tiện. Bình thường mình dùng thì nó sẽ va đập tạo thành tiếng động. Đấy, các bác dùng là nó rất là ok nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen như này. Đây, một con cưa gấp rất là ngon nhá. Đây. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Con này thì uốn cong thoải mái luôn. Các bác có thể dùng uốn cong thoải mái luôn, rất là tiện nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cưa gấp trắng đen như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k. Lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k cho con cưa gấp như này. Nó sẽ có cái phần mở hình hạt bóng này rất là tốt và tiện dụng để cho các bác khi mà mình cưa nhá. Đó, mình cưa nó rất là tiện dụng luôn. Đó, giá thì sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen này thôi. Đây cho em là cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ba lô du lịch nhá. Các bác lên cho em là ba lô du lịch. Đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy. Bên trong của nó thì nó khá là nhiều ngăn luôn. Khá là nhiều ngăn luôn các bác nhá. Đấy. Bên trong thì nó sẽ khá là nhiều ngăn luôn. Lấy một cái ra, giải ra xong để nằm lên chốc nhau là được. Việc cái gì mà phải đo đo như thế làm sao chính xác được. Vấn đề là bạn lần ra cái cũ cả rồi. Đây nó sẽ là một con túi như này các bác nhá. Đó thì chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25, chiều rộng là 20. Cao 25, rộng 20 và chiều dài là khoảng 40 nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng túi chống nước rất là tốt và nó sẽ lên form là form vuông. Và ưu điểm của con này là các bác có thể cho thêm một cái đôi giày vào đây được. Bỏ thêm một đôi giày vào đây rất là tiện dụng này. Đấy, nó sẽ có một ngăn phụ bên hông này để các bác bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Rất là tiện khi mà mình đi du lịch, đi học, đi làm cũng rất là tiện. Và ngăn của nó sẽ là thuộc dạng là ngăn vuông, rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100... cái túi du lịch này là bao nhiêu đấy? 130.000 nhá. Lên trên là ba lô du lịch, giá sẽ là 130.000. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch này. Giá của nó sẽ là 130k. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 25 x 20. Đấy, và chiều dài của nó sẽ là 40 nhá. Dài là 40 cm. Đó, dài là 40 cm. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái ba lô du lịch như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa và đũa của Đức nhá. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó, đây. Thì nó sẽ là hàng đũa inox như này. 1, 2, 3, 4, 5 đôi. Một vỉ của nó sẽ là 5 đôi. Đó. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k. Đấy, 55k. Lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Đấy, hàng bằng inox 304. Su 304, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó. Con này thì chống nấm mốc, chống bị cong vênh, nói chung là vi khuẩn kia không thể xâm nhập được, rửa phát khô luôn, rất là tiện. Lên cho em là đũa inox nhá, giá của nó sẽ là 55.000. Đó, 55.000 cho một vỉ đũa inox như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thìa Đức nhá. Có lên cho em là thìa Đức này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Đấy, 5 chiếc thìa Đức như này. Giá sẽ là 60k nhá. Đấy. Hàng nhỏ nhỏ nhắn vừa xinh, không to không nhỏ vừa xinh nhá.
Đấy, không dày không mỏng, nói chung là rất là vừa xinh để các bác sử dụng nhá. Đấy, dày quá thì mình dùng nó sẽ bị nặng này, và mỏng quá thì dùng nó sẽ mềm. Đấy, nhưng mà cái này thì nó vừa xinh, không dày không mỏng, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức này. Đấy. Lên cho em là hộp thìa Đức, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp bao gồm là 1 2 3 4 5 chiếc, 5 chiếc thìa như này, 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy lồng giặt nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh lồng giặt này. Đấy, nó sẽ là dạng viên. Giá thì sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này. Nó sẽ là thuộc dạng viên này, các bác dùng để mình tẩy đây, tẩy vệ sinh lồng giặt. Đây, nó sẽ là dạng viên như này. Mỗi lần thì các bác cho vào cho em là một viên, còn là mới vệ sinh thì các bác cho em vào khoảng 3-4 viên. Tại vì lồng giặt nhà mình mới chưa bao giờ tẩy thì các bác nên cho khoảng 3-4 viên vào. Còn bình thường thì cứ một tháng các bác cho em là một viên, một tháng một viên, mình bật chế độ tẩy lồng giặt lên, mình sử dụng một lần. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000, đang bán là 40.000 về cho bác, giá còn là 25k cho một hộp hộp tẩy lồng giặt như này nhá. 25.000 cho một hộp tẩy lồng giặt như này, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em về cho bác dòng sản phẩm đó là cái úp cốc các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là úp cốc này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là khay úp cốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, lên cho em là khay úp cốc này, giá của nó sẽ là 90k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một cái khay úp cốc này thôi nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là có các cái phần như này để cho các bác sử dụng này. Đấy. Có cái phần úp này rất là cao luôn, để các bác úp thì thoải mái, không sợ bị lật cốc này hoặc là bị nước văng ra ngoài, vì nó đã có cái khay nhựa như này nó giữ luôn. Lên theo là khay úp cốc nhá. Giá chỉ còn có 70.000 cho một cái khay úp cốc này thôi. Giá siêu tốt luôn. Đấy, hàng bằng inox và mạ vàng 18 carat rất là đẹp nhá. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 cho một khay úp cốc này thôi. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 95.000, 195.000 cho một bộ quần áo mưa như này. Hàng rất đẹp cho các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng của thương hiệu Tú Phong nhá. Đấy. Một bộ như này bao gồm cả quần cả áo luôn, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Mặc thì ôm form, và size của nó là size XL, là size to. Đấy, các bác 7-80 cân mặc được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 195k. Lên trên là bộ quần áo mưa 195k các bác nhá. Rồi, ok.